hàng trăm tay đua băng rừng lội bùn ở giải đua xe địa hình VOC tại Đồng Mô. Trong ngày đầu, các tay đua sẽ tham gia 4 đường đua dành cho hạng mở rộng và nâng cao. Các xe đã qua độ chế để thi các bài khó như băng rừng, vượt sinh lây, dốc 70 độ. Để vượt qua các bài này, các xe chủ yếu phải dùng tới mỏ neo và tời. Cái đường này là có những cái thử thách, là thứ nhất là nó xuống dốc, thứ hai là nó có hai cái hố là phải kéo tời, không xe nào tự qua được hai cái hố đấy. Nên sau đấy sẽ có rất nhiều các đường gập ghềnh chạy phía sau trong rừng đấy, chính vì vậy thì qua được hai cái hố đấy thì sẽ thành tích sẽ phụ thuộc vào cái thời gian qua cái hố đấy. Bài này là một trong những bài mình thấy rất là hay. Đối với mình thì như thế này là hai anh em đã phối hợp với nhau rất là tốt rồi. Thành tích thì cho đến bây giờ thì nghe ban trọng tài nói là đâu được đứng thứ hai gì đó, thì cũng đang hy vọng là từng bài một thì anh em sẽ vượt qua. Được làm lại thì chắc là việc phối hợp nhịp nhàng hơn giữa hai anh em, nhất là trong cái bài bùn đó, hai cái hố bùn đó. Hiện tại thì so với hai đường thì đường đua số 13 này là khó hơn, thì nó thể hiện, nó đòi hỏi cái kỹ năng, thứ nhất là cái xe của mình là nó phải ổn định trong toàn bộ cái đường đua, bởi vì là khi mà chạy ở trên cái đường này vòng tua máy rất cao, và đại loại là nếu mà xe mà không ổn định thì sẽ hỏng. Đường khó khăn là bởi vì là chân bùn nó gần như không chân, xe không bám được 100% là phải chạy bằng tời, nếu mà mất đà cái là phải tời. Đường đua số 13 nó là toàn bộ là gần như là xử lý ở trên một cái nhìn phẳng phẳng này thôi, nhưng mà cái đường bùn của nó rất chìa sâu. Nếu mà anh mà không xe mà không ngon ấy, mà để mà duy trì được cái đà ở trên cái mặt đường này, thì khi mà mất đà là gần như là xe sẽ không thể đi được nữa. Tôi thì năm nào cũng lên để xem cái giải VOC này, vì cũng đam mê xe. Thì theo tôi được biết, thấy thì là cái đường đua năm nay thì có vẻ là nó khó hơn so với mọi năm. Thế nhưng mà năm nay thì nó có một cái lợi là cái thời tiết nó tốt hơn mọi năm. Các năm trước là tổ chức vào mùa hè, nó nắng nóng. Hôm nay thì tôi thấy là cơ bản là có hai hạng đang được đua ngày hôm nay, thì thấy các đội chuẩn bị tương đối cẩn thận. Tuy nhiên là cũng có đường đua mới, dẫn đến việc là cũng có một khó khăn nhất định cho các đội. Hiện tại bây giờ thì tôi có xem qua buổi trưa thì như cũng có một vài xe cũng gặp sự cố. VOC 2022 có 13 đường thi cho các hạng cơ bản, nâng cao, mở rộng, mát tài. Đây cũng là lần thứ 15 giải đua được tổ chức.